Kính thưa quý vị khán giả, trước khi chúng ta đến với phần công bố người đoạt ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh thật đẹp và ý nghĩa của đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam Phạm Hương trên sân khấu này trước thời khắc rất ý nghĩa và quan trọng nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Hai năm trước, tại chính sân khấu Crown Center này, Phạm Hương vinh hạnh được xướng tên trở thành Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015. Và bây giờ là lúc Phạm Hương cùng ban tổ chức sẽ tìm ra người kế vị tiếp theo. Phạm Hương muốn dành lời cảm ơn chân thành nhất đến gia đình, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và tất cả các khán giả đã luôn yêu thương, dõi theo Phạm Hương suốt thời gian qua. Những tình cảm ấy, Phạm Hương xin trân trọng và ghi nhớ đến suốt đời. Một lần nữa, cảm ơn mọi người vì tất cả và xin cho Phạm Hương lần cuối được nói câu này. Tôi, Phạm Hương, đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Cảm ơn Hoa hậu Phạm Hương và với những bước đi cuối cùng trên cương vị là đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Và bây giờ xin mời bạn vào bên trong. Còn top 3 của... Quý vị và các bạn thân mến, và trước khi chúng ta đến với phần công bố 3 ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm nay, chúng tôi mời toàn thể quý vị và các bạn một lần nữa chúng ta cùng ngước mắt về sân khấu và nhìn ngắm lại những bước đi tỏa sáng của đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Hờ hên nhé. Kết thúc trọn vẹn 2 năm đương nhiệm của mình, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã yêu thương, quan tâm tôi. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con là người con của đại ngàn, cho con sức mạnh để theo đuổi đam mê, ước mơ của con. Và ngày hôm nay với đôi chân trần, với trang phục đồng bào mình, con tự hào và vô cùng hạnh phúc khi xuất hiện với hình ảnh đương kim hoa hậu là cô gái ED. Con muốn truyền năng lượng tích cực này đến các cô gái khác, để dù bạn là ai, đến từ đâu, dân tộc nào, bạn sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào, hãy dám ước mơ, dám theo đuổi, sống cho chính mình và cho cộng đồng. Tôi cảm ơn cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Từ một cô gái chỉ dám ước mơ cõi nhiều sâu, có tiền trang trải cuộc sống, giờ đã trở thành top 5 Miss Universe. Và bây giờ tôi đặt tay lên ngực và cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương tôi. Tôi là Hờ Hen Nhi, đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Mến và chỉ vài phút nữa, Hoa hậu Hoàn Vũ Hờ Hen Nhi sẽ trao lại chiếc vương miện Braveheart cho tân hoa hậu. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ tạm thời giải lao vài phút trước khi đến với phần công bố ngôi vị Á hậu 2. Quý vị đừng chuyển kênh nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.